Xin chào tất cả các bạn, chúc mừng tất cả các bạn đã đến với bài tìm hiểu về cách thức là cài đặt các thư viện điều hướng React Navigation và định nghĩa giao diện thẻ. Ở trong này thì chúng ta định nghĩa ra các cái phần tab, tab thứ nhất, tab thứ hai, tab thứ ba và tab thứ tư là khi người dùng kích vào các tab sẽ hiển thị các nội dung tương ứng, có nghĩa là sẽ nạp các cái màn hình của giao diện tương ứng ở trong cái phần trên. kích mở trình duyệt và ở trong cái thanh địa chỉ của trình duyệt gõ vào res native navigation nhấn enter để hiển thị thư viện để cho phép là điều hướng các cái giao diện ở trong ứng dụng res native thì kích vào res native và kích vào read thì lúc này chúng ta có thể là di chuyển tới cái phần là hỗ trợ cài đặt res native navigation và copy. Trên chương trình Visual Studio Code và kết mở dự án ở trong Visual Studio Code thì lúc này chúng ta có thể là lựa chọn new terminal để mở cái cửa sổ terminal mới và gõ vào lệnh cho phép là cài đặt react navigation native và lúc này đang diễn ra cái quá trình cài đặt thư viện cho dự án. quá trình cài đặt Rest Navigation đã thành công thì chúng ta có thể kiểm tra ở trong file package session thì lúc này giờ là di chuyển xuống phần bên dưới để kiểm tra cái thư viện là Rest Navigation đã được thêm vào cho dự án hay chưa thì đây là cái phần bổ sung để giúp là chúng ta điều hướng các cái màn hình ở trong cái dự án Tiếp theo chúng ta có thể là cài đặt các cái bổ sung cho phần là PRS Native Process thì lúc này là lựa chọn lệnh cài đặt và lệnh cài đặt bổ sung cho Expo Manage Process thì chúng ta có thể là copy lệnh này. Tuy nhiên cái dự án được tạo ra theo cái dạng đó là VS Native Thùng, thì có thể là kích chọn và kích phải lựa chọn là copy. Trở lại cửa sổ Terminal của Visual Studio Code và dán lệnh vào sau đó là dán Paste. Và cái quá trình cài đặt các cái thư viện bổ sung hỗ trợ cho React Navigation đang diễn ra và đã thành công. Thì chúng ta có thể là kiểm tra cái việc bổ sung các cái thư viện. Ở trong này thì sẽ là cài đặt React Native Self-Area Context. React Native Springs thì đây là hai cái thư viện mà bổ sung cho React Navigation. Trước khi thực hiện là chỉnh sửa nội dung của dự án thì chúng ta gõ lệnh npm run android để thực hiện ở trên máy ảo Android và trong cái quá trình thực hiện thì sẽ có thể là chỉnh sửa và có thể thấy được cái kết quả thực hiện ở trên máy ảo Android. và lúc này thì cần phải chờ đợi để là diễn ra cái quá trình lập biên dịch cũng như là quá trình đóng gói và triển khai ở trên cái máy Android thành công. và quá trình thực hiện và triển khai ở trên máy ảo Android đã thành công thì chúng ta có thể kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên máy ảo kích mở file app.tss và lúc này chúng ta có thể sử dụng đó là hai panel và thực hiện là chỉnh sửa các cái nội dung của app thì thực hiện là xóa các cái thành phần không cần thiết thì lúc này chúng ta có thể là xóa phần session tiếp đến có thể là di chuyển xuống cái phần bên dưới và giữ cái phần định nghĩa style shape và sau này có thể là bổ sung cái phần định nghĩa style shape vào và ở trong phần return thì có thể là bỏ các cái nội dung của return ở trong nội dung của app thì có thể là bỏ và có thể bỏ các cái phần được tạo ra như thế này và trong phần inbox thì bỏ phần react native và ngoài ra thì chúng ta để giúp cho các bạn có thể là dễ dàng theo dõi thì bỏ luôn cái phần là comment ở bên trên và bỏ cái phần là prop with your children và phần là style ship đang được bị gạch dưới như thế này thì chúng ta có thể kích vào và thực hiện là quick fix để thực hiện là add inbox style ship vào tiếp đến có thể mô tả là navigation container và thực hiện import navigation container vào thì lúc này chúng ta thấy là cái phần import navigation container đã được import vào và để có thể tạo ra các cái nội dung tab cho cái màn hình navigation thì chúng ta cần phải là định nghĩa constant tab và gọi thực hiện cái phương thức là create navigation ở đây thì create bottom và tab navigator và khi di chuyển vào đây thì lựa chọn ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn và lựa chọn Quick Fix và không có các cái thư viện để hỗ trợ cho cái hàm Grace Button Tab Navigator có nghĩa là đang cài đặt thiếu cái thư viện để hỗ trợ cho Button Tab Navigator thì chúng ta cần phải bổ sung cái thư viện vào mở trở lại trình duyệt và ở trong cái nội dung là tìm kiếm cái thông tin của reas navigation thì lúc này có thể là di chuyển xuống phần bên dưới và lựa chọn phần là thư viện và lựa chọn các cái navigator thì lúc này chúng ta có thể kích vào bottom navigator Tabs bottom navigator tab thì đây là các cái phần mà hỗ trợ là tạo ra các cái tab kích vào bên dưới như thế này thì có thể là chuyển màn hình ở trong navigation thì di chuyển xuống dưới và để hỗ trợ cho button tab thì cần phải cài đặt cái thư viện đó là React navigation button tabs kích phải lựa chọn copy trở lại view studio code thì chúng ta có thể là di chuyển xuống góc bên dưới và mở trở lại cái cửa sổ terminal thì lúc này có thể kích vào ở trong cái phần này ở đây chúng ta có thể kích vào hoặc là lựa chọn add để tạo ra một cái cửa sổ terminal mới và kích phải vào để dán cái lệnh cho phép là cài đặt reas navigation button tabs nhấn enter để thực hiện cái quá trình cài đặt cho dự án và cái quá trình cài đặt đã thành công thì chúng ta có thể là thoát cái phần này và hai cửa sổ Tiếp đến là di chuyển tới Create Button Tab Navigator và lựa chọn Quick và lựa chọn Add Import from React Navigation Button Tab. Thì đây là cái phần import cho cái phương thức hay là cho cái hàm đó là Create Button Tab Navigator. Và tiếp đến thì sẽ đưa vào và sử dụng. Thì ở đây chúng ta có thể là sử dụng Tab và lựa chọn là định nghĩa màn hình xác định đây là home và cái component đây chúng ta có thể là cần phải tạo ra một cái component tạo ra function home và ở trong cái nội dung của cái tham số thì bỏ phần tham số này và return đây là xác định view view là cần phải import từ React Native và tiếp đến là import thành phần test và nội dung đó là home ở trong cái component bên dưới thì chúng ta đưa vào đó là đây là đây là home và đóng cái nội dung của thành phần này lại Tương tự như vậy thì chúng ta có thể là tạo ra cái phần đó là Home, này là Reorder và tiếp đến là phần Cart và có thể tạo thêm một cái phần đó là Profile. Ở trong Định nghĩa Style thì có thể thực hiện đó là comment phần này vì chúng ta chưa sử dụng các cái Định nghĩa Style và ở trong cái ship thì có thể là bỏ cái phần inbox ship vào cho bên, bên trong à, tuy nhiên ở trong cái phần hiển thị các cái thông tin ở cái cửa sổ là máy ảo của android thì chưa thấy xuất hiện các cái nội dung liên quan tới home có nghĩa là chúng ta sau khi đã cài đặt cái thư viện mới đó là cái button tab thì có thể thoát cái phần là thực hiện trước đó và cần phải là thực hiện trở lại cái ứng dụng thì lúc này có thể là di chuyển trở lại và mở cửa sổ terminal và nhấn vào Q terminal để đóng cái nội dung này và sau đó là tạo ra một cái cửa sổ terminal mới và gõ lệnh npm run android nhấn enter để bắt đầu là thực hiện trở lại ứng dụng và cái quá trình là cài đặt ứng dụng và biên dịch cũng như là đóng gói ứng dụng đang diễn ra và lúc này ứng dụng có thể là triển khai trở lại ở trong máy ảo Android sau khi chạy lại chương trình tuy nhiên là vẫn chưa xuất hiện được các thông tin thì ở đây chúng ta có thể là cần phải chỉnh sửa và đưa thêm cái định nghĩa đó là Navigator và đặt toàn bộ các nội dung của định nghĩa string vào ở trong tab Navigator thì lúc này sẽ xuất hiện các cái phần hiển thị như thế này thì người dùng có thể kích vào để là chuyển hướng các cái nội dung và chúng ta có thể định nghĩa ra các cái màn hình để cho phép là khi người dùng kích vào tương ứng thì sẽ Nạp các cái thành phần hay là nạp các cái màn hình tương ứng với các cái giao diện tương ứng ở trong cái chương trình. Tiếp theo sẽ tạo ra các cái màn hình. Thì đây vì là sử dụng trực tiếp là function home như thế này thì có thể là tạo ra các file riêng biệt để là khi người dùng kích vào thì sẽ hiển thị ra nội dung home, kích vào reorder, kích vào cart kích vào profile sẽ hiển thị các cái màn hình tương ứng và ở trong dự án thì kích ra bên ngoài và lựa chọn đó là new folder và đặt tên đó là src để lưu các cái nội dung mà chúng ta tạo ra và ở trong cái thư mục này là kích vào new folder và đặt tên đó là string để là chứa danh sách các của mình cho dự án và kích trở lại src sau đó kích new và lựa chọn component components và ở trong string là kích vào new file đặt tên đó là home string.css nhấn enter và tương tự như vậy thì chúng ta có thể là tạo ra các cái file và đặt tên reorder string. và tiếp đến là tạo ra card string và cuối cùng là tạo ra profile string đây là các cái màn hình để hiển thị các cái giao diện tương ứng khi người dùng kích vào các cái tab ở bên dưới và ở trong cái nội dung của home String thì có thể sử dụng snippet đây là rnfes tức là tạo ra một cái React Native Function và hỗ trợ đó là ở đặt trong này thì hỗ trợ các thành phần đó là Home Screen và hỗ trợ luôn cái cấu trúc là định nghĩa các Ship thì ở trong này có thể là định nghĩa cái container và sử dụng đó là Flash 1 và ở trong phần này là định nghĩa thuộc tính style thì lúc này là đưa vào style và sử dụng cái định nghĩa container. Ở trong cái quá trình làm việc lỗi của cái prettier là cần phải xóa cái ký tự CR thì chúng ta có thể là kích vào Quiz và lựa chọn đó là disable on. The... Đây là disable prettier for entire file thì để là không đánh dấu các cái lỗi mà hỗ trợ và uh, liên quan tới cái ký tự là cr. Và tương tự như vậy thì có thể là kích vào cast string và gõ nó NRFES. f -E -S, nhấn enter để sinh ra cái định nghĩa cho cái cho cái thành phần này và cast string thì ở trong style thì nhấn enter và cũng định nghĩa là container thì đây là một cái thế mạnh của IntelliJ do Microsoft phát triển để giúp là chúng ta có thể phát triển nhanh và tạo nhanh các cái mã trong cái quá trình làm việc với là TypeScript cũng như là JavaScript ở trong Visual Studio Code và tương tự như vậy thì cũng kích và lựa chọn là disable prettier prettier for the entire file và kích vào profile và gõ rnf e s nhấn enter. Và tương tự như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có đó là cái container và xác định đó là flash 1. Và ở trong phần này thì sử dụng đó là style bằng và xác định đó là style và sử dụng giá trị của cái container mà chúng ta đã định nghĩa ở trong style và sau đó là kích vào lựa chọn quiz fish lựa chọn disable prettier, prettier for entire file tương tự như vậy thì chúng ta có thể là gọi rnfes và nhấn enter cũng định nghĩa cái phần đó là container và ở trong container là xác định flash one định nghĩa cái style cho phần này đây sẽ là style container và kích vào ở trong phần này lựa chọn quiz face và lựa chọn disable prettier prettier for the entire file sau khi đã tạo ra các cái màn hình là ở trong bốn file car screen, home string profile string và reorder string thì chúng ta sẽ quay trở lại cái nội dung của app và thay vì là sử dụng function home thì có thể là bỏ cái định nghĩa của function home và lựa chọn đó là home string và thực hiện import vào tiếp theo là reorder string đây là car string và profile string thì khi đưa vào các cái string thì chúng ta cần phải thực hiện là import string này vào từ các cái định nghĩa ở trong file để tương ứng. Và khi đã bỏ các cái phần này thì cần phải là sử dụng quiz và lựa chọn đó là remote import. và tùy chỉnh các cái nội dung. Lưu toàn bộ các cái nội dung của các cái file được sinh ra và chúng ta có thể kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên máy ảo của Android lúc này trên máy ảo android thì khi người dùng kích vào sẽ hiển thị ra các nội dung của reorder string kích vào card thì hiển thị ra card string kích vào profile sẽ hiển thị ra đó là profile string như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn